Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Tôi sẽ mua cho bố chim hai vé, một vé có thuyết minh tự động để ông có thể nghe được tiếng Anh và một cái bình thường thôi, hai vé. Nhưng mà đi hai nơi thôi chứ ạ, cả Dinh và nhà trưng bày luôn không ạ? Không, đi một nơi thôi, đi Dinh thôi. Sáng hôm nay là ngày thứ bảy, tôi sẽ đưa Papa Chim đi thăm Dinh Độc Lập, bây giờ là Hội trường Thống Nhất. Chúng tôi sẽ đi tham quan cùng với nhau. Còn Mama Ngọc Mai thì ở nhà đau chân, không đi được đâu. Cho nên là hai ông chúng tôi, hai người đàn ông chúng tôi sẽ đi. And today I will take you to the Independent Palace. And now they call Unification Hall. Unification Hall. That's right. And we will take a look inside, you know, what going on now, right? So can we go now? Let's go. Okay, let's go. All right. Đây, Dinh Độc Lập, buổi sáng ngày thứ bảy. Cũng rất là vui. You press number to listen about room. Line room number 1, press 1. Uh-huh. And it's automatically line after that. Uh-huh. And with room has 2 number, line 15, you press 1 and 5. Yeah, 15. Where's the number of the room? Number. Number. Oh, press oh, number. See. These numbers here. Yeah. Yeah. So the room will see the number on in front of the room? Yeah. Yeah. They have the number there? Yeah, right. Every room has a number. Uh-huh. It's okay. On a red board with the headphone icon like this. Uh-huh. So we select the same that. Okay. Let's say volume up, volume down, play and pause. What's this? Play, pause. Pause and play. Pause. You pause it. Pause it. Yeah. Pause. Okay. You stop. Yeah. That's it. And now you check your headphone. You check it. You listen to it. Đồng James đang nghe thử coi rõ không? Volume up and down. You wonder, you know, is it that volume? Yeah, good. Got it. Okay. Got it. Yeah, Matt. And you keep the map with you. Yeah. Okay. Đó là hướng dẫn chứ giữ vậy anh không cần. Anh không lấy hả? À. Okay. Tại vì mình đâu có đi gần với nhau được đúng không? Được. Đi được không? Sát nhau mất công lắm thôi đấy nha. So you just do your own, alright? And sometimes we stop by and talking a little bit and let go. Oh. Okay. And come back here to get the driver license back. Yeah. Okay. You hear it? Huh? You hear something? I hear. Okay, let's go. Let's go, this way. Alright, thank you. Let's go this way. Giờ chúng tôi sẽ đi tới xem. Đây là phòng khánh tiết, là nơi là ông tổng thống, các vị tổng thống tiếp nhau ở đây. You heard today talking about? Alright. Ông bố James của tôi là đã đang hiểu và nghe âm thanh nó như thế nào. Phòng đại yến, nơi đây là tổ chức các cuộc chiêu đãi với sức chứa hơn 100 khách. Ngày 31 tháng 10 năm 67 diễn ra bữa tiệc nhân lễ nhậm chức của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ.
Tối ngày mùng 1 tháng 3 năm 75, bữa tiệc cuối cùng của Tổng thống Thiệu chiêu đãi phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ tới Sài Gòn xem xét tình hình trước khi ra quyết định có cấp thêm viện trợ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nữa hay không. Màu vàng chủ đạo của căn phòng tạo sự đầm ấm cho các buổi tiệc. Bức tranh sơn dầu gồm 7 tấm do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vẽ tặng nhân dịp khánh thành dinh. Ý nghĩa của bức tranh là thể hiện qua hai câu thơ chữ Hán: Cẩm Tú Sơn Hà Thái Bình Thảo Mộc, non sông gấm vóc cây cỏ Thái Bình, gợi nên những hình ảnh một nước Việt Nam thống nhất. Đây là phòng khánh tiết có sức chứa 500 người để tổ chức các cuộc họp chiêu đãi lễ ra mắt các nội các. 19 giờ ngày 30 ngày 21 tháng 4 năm 75, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đọc diễn văn từ chức trong hơn 2 giờ, phân tích nhiều về tình hình và những khó khăn của chính quyền Sài Gòn trước việc Hoa Kỳ từ chối cấp bổ sung viện trợ quân sự. Phó Tổng thống Trần Văn Hương đã lên thay, đã hứa sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng chỉ được một tuần cũng phải từ nhiệm vào tối 28 tháng 4 năm 75. Đại tướng về hưu Dương Văn Minh lên thay. Trưa ngày 30 tháng 4, Tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện chính quyền cách mạng. Tháng 11 năm 75, tại đây đã diễn ra hội nghị hiệp thương chính trị bàn các vấn đề thống nhất hai miền Nam Bắc. Hiện nay, phòng vẫn được sử dụng cho các cuộc họp quan trọng của nhà nước Việt Nam. Đây là phòng nội các, nơi diễn ra các cuộc họp của Hội đồng Tổng trưởng và Nội các Việt Nam Cộng Hòa. Theo sắc lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ban hành tháng 11 năm 67, Nội các Việt Nam Cộng Hòa bao gồm Thủ tướng, 19 Tổng trưởng và Bộ trưởng, 7 Thứ trưởng. Từ năm 67 tới 75 có 5 lần thay đổi nội các. Người giữ chức vụ Thủ tướng lâu dài nhất là Đại tướng Trần Thiện Khiêm, 6 năm. Nội các cuối cùng do ông Vũ Văn Mẫu làm Thủ tướng, thành lập vào 29 tháng 4 năm 75, dự định sẽ trình diện Tổng thống lúc 10 giờ sáng 30 tháng 4. Nhưng cuối cùng thời gian đó, Đài Phát thanh Sài Gòn đã phát đi lời của Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi ngừng bắn, chờ ban giao chính quyền cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đây là phòng khách của Tổng thống, nơi tiếp khách của Tổng thống gồm hai phòng thông nhau. Trong phòng đầu tiên, ghế của Tổng thống được đặt cao hơn các ghế khác, phía sau là tấm gỗ lớn tượng trưng cho quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Đối diện ghế Tổng thống là ghế của thượng khách. Cả hai ghế này đều được chạm đầu rồng, những ghế còn lại chạm đầu phụng hoặc là chữ thọ dành cho thư ký và phụ tá. Phòng bên cạnh bài trí đơn giản hơn. Các ghế đặt ngang bằng nhau, hai tủ sơn mài Mai Lan Cúc Trúc do trang trí và Nguyễn Văn Triêm thực hiện năm 1966. Đến 19 đến 23 tháng 10 năm 72, tại đây Henry Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, đã có 6 cuộc họp với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhằm thuyết phục chính quyền Sài Gòn ký vào hiệp định chấm dứt chiến tranh, nhưng không đem lại kết quả. Hiệp định ký vào tháng 1 năm 73 tại Paris. Và bây giờ là phòng khách của Phó Tổng thống. Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, nhiệm kỳ 67-71, sinh năm 1930 tại Sơn Tây, được đào tạo ở các trường không quân của Pháp và Hoa Kỳ. Nguyễn Cao Kỳ từng giữ nhiều chức vụ quan trọng khác như Thiếu tướng Tư lệnh Không quân, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, Thủ tướng. Sau tháng 4 năm 75, sống ở nước ngoài và mất năm 2011 tại Malaysia. Phó Tổng thống Trần Văn Hương, nhiệm kỳ 71-75, sinh năm 1902 tại Vĩnh Long, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Thủ tướng, Tổng thống. 21 tháng 4, 28 tháng 4, 75, ông mất năm 82 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phòng có hai bức tranh sơn mài của Thái Văn Ngôn vẽ năm 66, một bức vẽ Khuê Văn Các, Văn Miếu Hà Nội, một bức vẽ cảnh dạo chơi của vua Trần Nhân Tông.
của thế kỷ thứ 13 gặp người hành khất, vua cởi áo khoác của mình cho người hành khất. Phòng trình quốc thư năm 75, nhiều nước có đại sứ tại đại sứ quán tại Sài Gòn. Các đại sứ đến đây trình ủy nhiệm thư cho Tổng thống. Nội thất căn phòng do họa sĩ Nguyễn Văn Minh thực hiện theo phong cách của Nhật, kỹ thuật sơn mài độc đáo. Nổi bật là bức tranh Bình Ngô Đại Cáo gồm 40 miếng nhỏ ghép lại, miêu tả cảnh sống thanh bình của người dân Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 15. Trung tâm là hình ảnh vua Lê Lợi trong buổi lễ tuyên bố chiến thắng quân Minh. Dọc theo hai bên tường là 8 ngọn đuốc tượng trưng được thắp sáng lên trong nghi lễ ngoại giao. 11:30 ngày 18 tháng 4 năm 75 diễn ra buổi nhận ủy nhiệm thư cuối cùng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản Hiroshi Hitomi. Đây là phòng khách của Tổng thống. Nơi tiếp khách của Tổng thống gồm hai phòng thông nhau. Trong phòng đầu tiên, ghế của Tổng thống được cao hơn ghế khác. Kiện ném bom vào dinh ngày 8 tháng 4 năm 75, Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động bí mật trong không lực Việt Nam Cộng hòa, đã nhận lệnh lái chiếc F-5E chở theo 4 quả bom MK-82 loại 227kg xuất phát từ sân bay Biên Hòa để yểm trợ cho một cuộc hành quân tại Phan Thiết. Nguyễn Thành Trung đã đánh lạc hướng kiểm soát, bay về Sài Gòn thả hai quả bom xuống Dinh Độc Lập. Sau đó máy bay hạ cánh xuống đường băng dã chiến trong vùng giải phóng ở Bà Rá, tỉnh Phước Long. Vụ ném bom đã làm hư sân đáp máy bay trực thăng và cầu thang trung tâm. Ngay sau đó, những phần hư hỏng đã được khôi phục lại như cũ. Sự kiện này đã gây chấn động chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh di tản khẩn cấp những người Mỹ còn lại ở Sài Gòn. This is a bombing in the palace. Over here, this day, yep. Đây là private apartment của gia đình khu tổng thống ở. So what happened to that pilot? Đây là những cái quà tặng của dành cho tổng thống, thì mà ông khi đi thăm nơi này nơi kia và ông đã trưng bày ở đây. Đây là phòng ngủ. Đây là tầng 3. Đây là phòng khách của phu nhân tổng thống. Đây là nơi phu nhân tổng thống Việt Nam Cộng hòa tiếp đón chiêu đãi phu nhân các chính khách, các quý bà, đại diện các tổ chức xã hội trong và ngoài nước. Đèn trang trí được thiết kế riêng theo hình dáng như bông hoa, mang lại vẻ mềm mại cho căn phòng. Các bài trí theo hai trường phái đối lập nhau. Bộ tượng gốm Tam Đa Phúc Lộc Thọ thể hiện phong cách phương Đông và bức tranh lập thể theo phong cách phương Tây. Phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bà Nguyễn Thị Mai Anh sinh năm 30 tại Mỹ Tho, Tiền Giang, là con một gia đình làm nghề y theo Công giáo. Năm 51, bà kết hôn với Trung úy Nguyễn Văn Thiệu và có 3 người con, một gái và là Nguyễn Thị Tuấn Anh, hai trai là Nguyễn Quang Lộc và Nguyễn Thiệu Long.
đây là phòng chiếu phim với số ghế khoảng chừng 30 ghế. Đây là phòng chơi giải trí của gia đình tổng thống. Tầng cao nhất ở trên Dinh Độc Lập hay là Hội Trường Thống Nhất. Đây là nói về chiếc trực thăng UH-1. Tại đây luôn có một chiếc trực thăng sẵn cất cánh để phục vụ cho cuộc kinh lý của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Trực thăng UH-1 đang trưng bày là hiện vật đồng dạng cùng thời với trực thăng mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã sử dụng. UH-1 là một loại máy bay chiến đấu do hãng Bell của Hoa Kỳ chế tạo, bắt đầu trang bị cho quân đội Hoa Kỳ năm 59, sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ năm 62. Với ưu điểm có thể cất và hạ cánh trên mọi địa hình phức tạp nên thường được dùng để chỉ huy, huấn luyện, trinh sát, vũ trang hoặc tải thương. Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ từng lái chiếc trực thăng đáp xuống sân này. Hai khoanh tròn cũng như mảnh bom còn sót lại ghi nhớ vụ ném bom ngày 8 tháng 4 năm 75 của phi công Nguyễn Thành Trung. Còn đây là Tứ Phương Vô Sự Lầu. Tứ Vương Vô Sự Lầu được gọi là Lầu Tĩnh Tâm theo ý tưởng của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Không gian này chỉ dành riêng cho nguyên thủ quốc gia tìm đến sự an tâm, tĩnh trí để suy nghĩ trước những quyết định quan trọng, tự vấn lương tâm trước và sau mỗi hành động liên quan đến vận mệnh đất nước. Tuy nhiên, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã biến Lầu Tĩnh Tâm thành nơi tổ chức vũ hội với sức chứa hơn 100 khách. Sàn khiêu vũ được lát gỗ gõ, sân khấu dành cho ban nhạc làm từ gỗ bằng lăng. Xung quanh lầu được bao bọc bởi kính chịu lực trong suốt dày 12 mm. 11:30 ngày 30 tháng 4, tại cột cờ phía trước, Trung úy Bùi Quang Thận đã hạ lá cờ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và kéo lên lá cờ của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Bây giờ là phòng để mà nhảy đầm đây, ballroom, Lầu Tĩnh Tâm, Tứ Phương Vô Sự Lầu. Giờ chúng tôi đang đi xuống dưới tầng hầm của Dinh Độc Lập. Baby, this is a bunker. Bunker. Yeah. Lên nhá. You put number 21. Đây là tầng hầm, hầm do Trung tá Kỹ sư Phan Văn Điển, chỉ huy trưởng công trường Dinh Độc Lập thiết kế. Hầm dài 72,5 m, rộng 1.8 cho tới 22,5 m, sâu 60 cho đến 2.5 m. Các phòng trong hầm liên kết với nhau bằng những lối nhỏ đúc bê tông, tường bọc thép dày 5 mm và được trang bị hệ thống thông gió. Hầm gồm hai khu vực. Khu vực sâu 1.6 m, tường đúc bê tông 1.6, sức chịu bom là 500 kg.
Đây là trung tâm điều hành gồm ban tham mưu, đài phát thanh, tổng đài điện thoại, giải mã truyền tin, thiết bị do chính phủ Hoa Kỳ viện trợ vào những năm 60. Khu vực là hai hầm trú ẩn. Sâu 2,5m, tường đúc bê tông 1,6m, chịu sức chịu bom là 2.000kg. Trong trường hợp khẩn cấp, Tổng thống xuống đây bằng đường thang bộ nối với phòng làm việc tầng 2. Ngày 8 tháng 4 năm 75, khi Dinh Độc Lập bị ném bom, gia đình Nguyễn Văn Thiệu đã trú ẩn tại đoạn hầm này. So they have the handwriting on that. Mexico correction room. Backup radio. And you put number 23. Đây là phòng thông tin liên lạc. Hỏi bố tôi là ông James. What do you think about, you know, after you take a tour for the Independence Palace? Yeah, I would compare it to the White House in Washington, a very important historical landmark. And I'm surprised that the North allows it to be visited and celebrated because it was the headquarters of the enemy during the war. But I'm glad that they did that because it's a nice historical record. Ông Kim thì cho rằng cái khu này rất là đặc biệt. Ông so sánh với lại White House, Nhà Trắng ở Mỹ, ở Washington. Và ông cũng rất là ngạc nhiên là bên chính quyền miền Bắc đã lưu giữ cái giá trị lịch sử này với cái tòa nhà này để cho mọi người có thể xem được. And this is the first time for you, right? Yes, it is. And you hear the audio and they describe many things in there. It's clear and you have information good for you. Yeah, the English audio was perfect. Yeah. Vâng, tôi hỏi là ông nghe audio có tốt không? Ông nói là nghe người ta thuyết minh bằng cái máy nghe tai cũng rất là tốt. Thank you very much. Thank you, my friend. Rồi. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.